Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của Phạm Gia Nutrition Channel. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích khoa học từ các chuyên gia dinh dưỡng cũng như các bác sĩ, chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của chúng tôi đã ra đời với hy vọng cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin thật bổ ích. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin ngày sau đây. Ăn đường và muối ảnh hưởng tới huyết áp như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, cả đường và muối đều có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Não cần đường để cung cấp năng lượng và cơ bắp cần muối để săn chắc lại. Tuy nhiên, hai gia vị này cũng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau nếu lạm dụng quá mức. Và khi nhắc đến đường và muối thì nhiều người trong chúng ta lại không biết được đâu là giới hạn phù hợp. Hay ăn nhiều đường và muối, cái nào thì gây hại nhiều hơn cho huyết áp? Chính vì vậy, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp, tham khảo và gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trên thực tế hiện nay thì chúng ta cũng thấy được rằng, một trong những vấn đề tim mạch gây tử vong thuộc loại dẫn đầu trên thế giới chính là tăng huyết áp. Đây là một tình trạng bệnh lý phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển. Chế độ và thói quen ăn mặn cũng như ngọt là những yếu tố nguy cơ chính của tăng huyết áp. Là tình trạng áp lực trong lòng mạch tăng cao, huyết áp tâm thu trên hoặc bằng 140mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 90mm thủy ngân, biểu hiện bởi các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Nếu không điều trị có thể dẫn đến tai biến mạch máu não, suy tim, suy gan, suy thận và tử vong. Cả đường và muối nếu lạm dụng đều có thể ảnh hưởng đến huyết áp của bạn. Tuy nhiên, để biết được cái nào gây hại nhiều hơn thì các chuyên gia đã tiến hành nhiều nghiên cứu. Cụ thể, đối với tác động của muối lên huyết áp, muối đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng nước trong và ngoài tế bào, trong các mạch máu, có chức năng duy trì áp lực thẩm thấu, duy trì điện đến tế bào và dẫn truyền xung động thần kinh. Trường hợp cơ thể thiếu muối sẽ dẫn đến giảm natri máu, gây phù tay, chân do mất nước tự do. Ngược lại, nếu cơ thể thừa muối có thể dẫn đến các bệnh tim mạch, huyết áp và thận. Phần chính của muối ăn là natri chlorid. Khi bạn sử dụng loại gia vị này nhiều thì sẽ khiến cho lượng natri trong cơ thể sẽ tăng. Ion Na cộng sẽ làm tăng nồng độ thẩm thấu của tế bào, làm tích nước trong cơ thể, tăng trương lực thể mạch, gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi và lâu dần dẫn đến tình trạng tăng huyết áp. Một nghiên cứu trên 100.000 bệnh nhân được chỉ định hạn chế muối trong khoảng 3-6g mỗi ngày đều cho thấy tỷ lệ tử vong và các biến cố tim mạch đã giảm so với những bệnh nhân có lượng tiêu thụ muối cao hoặc là thấp hơn. Cách tốt nhất để giúp bạn giảm muối là hạn chế tiêu thụ những thực phẩm có hàm lượng natri cao, thịt muối, dưa muối, mì ăn liền, khoai tây chiên và tránh các thực phẩm đóng gói chế biến sẵn. Đây cũng là một trong những cách để chúng ta giảm cân hiệu quả cũng như là chế độ ăn lành mạnh. Đối với tác động của đường lên huyết áp, một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Tim Trung Mỹ tiến hành đã chỉ ra rằng ăn nhiều đường sẽ có hại tới cơ thể và huyết áp hơn là ăn nhiều muối. Hàm lượng đường cao sẽ ảnh hưởng tới vùng não điều khiển thân nhiệt và tăng huyết áp. Đường cũng khiến cho cơ thể sản sinh nhiều insulin, khiến lượng đường máu và nhịp tim tăng cao. Tạp chí Y khoa Trực tuyến đã công bố những kết quả nghiên cứu khẳng định rằng ăn nhiều đường có hại hơn bởi đường kích thích hệ thần kinh, tăng lượng máu lưu thông, đồng thời lại tiêu trừ các phần tử ATP mang năng lượng có chức năng vận chuyển năng lượng cho các tế bào. Thường thì chúng ta sẽ không nhận biết rõ tác hại của đường. Chúng ta thường chỉ biết những tác hại ngắn hạn như tăng cân hoặc dài hạn như tiểu đường. Nhưng thực chất, việc tiêu thụ nhiều đường có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho chúng ta. Bên cạnh nguồn calo dư thừa dẫn đến tăng mỡ và làm quá trình giảm cân của bạn thất bại hoàn toàn. Đường còn khiến cho tốc độ lão hóa tế bào tăng nhanh và gây viêm. Ngoài ra, loại gia vị hấp dẫn này cũng có thể làm giảm BDNF, một hợp chất trong não bạn có trách nhiệm ghi nhớ lâu dài và tư duy. Đặc biệt, khi bạn tiêu thụ nhiều đường fructose có thể làm tăng hoạt hệ thống thần kinh giao cảm. Đây là cơ chế gây nên tăng nhịp tim, tăng cung lượng tim, tăng giữ natri ở thận và co mạch. Tất cả những đáp ứng này đều dẫn đến làm tăng huyết áp và tăng nhu cầu oxy của cơ tim. Trên thực tế, một số người có thể ăn nhiều đường mà không bị sao, trong khi những người khác nên tránh càng nhiều đường càng tốt. Hiệp hội Tim Mạch Mỹ AHA cho biết, lượng đường bổ sung tối đa bạn nên ăn trong một ngày là đối với nam 150 calo mỗi ngày, tương đương khoảng 37,5g hoặc 9 muỗng cà phê, đối với nữ 100 calo mỗi ngày, 25g hoặc 6 muỗng cà phê. Nếu bạn khỏe mạnh,
hàm lượng đường trên sẽ có thể là hợp lý. Cơ thể bạn sẽ đốt cháy một lượng nhỏ đường mà không gây hại cho bạn. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không cần thêm đường trong chế độ ăn uống. Trường hợp nếu bạn bị thừa cân hoặc béo phì thì nên tránh đường càng nhiều càng tốt. Chung quy lại thì cả đường và muối đều có thể gây hại cho huyết áp của bạn. Do vậy, những loại gia vị này chỉ nên ăn ở mức đủ, chứ không nên lạm dụng quá nhiều. Ngoài ra, nếu bạn đang mắc các bệnh về huyết áp thì chế độ ăn hàng ngày cần lưu ý. Hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn vì đây là nguồn thực phẩm chứa rất nhiều muối và đường. Tránh các món ăn đóng hộp lên men sẵn như dưa muối. Tránh các chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá. Gia vị cay nóng sẽ làm hưng phấn thần kinh, gây mất ngủ, rối loạn nhịp tim, từ đó sẽ tăng huyết áp. Cần tránh ăn thức ăn xào, chiên, lòng đỏ trứng gà, da hoặc nội tạng động vật, nước xương hầm, giàu chất béo bão hòa. Hạn chế sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất bột đường, glucid như cơm, bún, phở. Đồng thời tránh các thực phẩm trái cây nhiều ngọt như bánh kẹo, nước ngọt, mứt, xoài, nhãn, mít, vải, vân vân, để giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp. Và cuối cùng thì bạn cần có một chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý và khoa học để góp phần tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức khỏe các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like, chia sẻ và subscribe kênh Phạm Gia Nutrition để có thể tiếp cận nhanh hơn với những video tiếp theo quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, với những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Khỏe Trẻ Đẹp kỳ này của Phạm Gia Nutrition Channel. Mọi thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp cho chuyên mục của chúng ta ngày càng phong phú và thiết thực hơn, xin mời quý vị cùng liên lạc với chúng tôi thông qua hai số điện thoại hotline của chuyên mục 0858888999 và 0859999888. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.